shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok ok, đứa nào muốn tranh nhà với tôi hay không? Đây rồi, thấy đứa muốn tranh nhà với mình rồi. Làm sao? Slow không em? Dám không? Dám không em ơi, slow không? Thằng này slow không em? Đấm tay không em? Nó chạy luôn cả. Chạy à em ơi, bên trên có người kìa. Chạy lẹ lên. Nó bắn cho cả tôi với ông ấy giờ. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Ui, gắt quá nhỉ. Đang đấm thằng này bị thằng kia lùa. Thôi thôi, pha này là ít dữ nhiều rồi nhà em ạ. Nó có dao, nó có kiếm rồi, nó có kiếm rồi. Ok ok ok, vẫn ăn được. Ăn tốt anh em ạ, ngại gì đâu. Không có bên ăn này, hợp lý này. Còn máu, còn máu. Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Đáng hết máu đi qua đây. Đáng hết máu đi qua đây. Đậu xanh. Ui, làm mồi cho nó rồi anh em ạ. Đậu xanh, đang hết máu rồi đừng qua đây cái đậu xanh. Hai đứa luôn, ghê vậy, được được. Gắt quá nhỉ anh em, đừng đùa. Khá là gắt anh em ạ, đừng đùa, đừng đùa. Đừng đùa nhé mọi người. Khá là gắt nha. Làm sao đấy mày, làm sao đấy mày, chạy đâu. Chạy đâu mày. Ok này. Tuổi gì hả mày, MP40 luôn nhé. Hợp lý nhở. Con máu đã. Vẫn ăn được cho nó luôn anh em ạ. Đã bảo rồi, kẹo đâu sợ chúng nó đâu. Rồi này à, có thêm một đạn thử liên nhá. Ở đâu? Đạn súng trường. Mình hơi nhầm xíu anh em ạ. Pha này nhầm hơi căng rồi. Qua đây coi có gì không nào. Thằng này hết mất tiêu đạn thử liên rồi. Ê có người. Phía sau à? Qua đây. Phía sau thì cứ qua đây em ạ. Anh sẽ chu à quên, anh sẽ cho chú biết thế nào gọi là cái lạnh của mùa đông. Qua đây mày. Không dám qua. Không dám qua. Canh gì vậy? Canh gì vậy mày? Ui, phía trước con người. Vãi trưởng. Pha này hơi căng nha. Pha này hơi căng nha, bên trước con người nhá. Hết máu rồi. Chạy lại cái máu nào. Đây có máu không? Hai túi máu, hai túi máu. Nó có hai túi máu anh em ạ, còn máu, còn máu. Căng quá nhở. Bên trên còn người nữa. Gắt thật. Được, good game. Mình không có bông keo cơ. Hơi thối nhở. Không có bông keo này mọi người này. Hơi thối nhỉ anh em. Dựng bông keo cả qua đây. Thích xanh mộ không em ơi. Nó vẫn đang còn dựng bông keo này. Có mỗi quả liệu choáng. Đậu xanh này làm sao. Làm sao đấy mày. Muốn xanh mộ không. Muốn xanh mộ không. Lên bảng. Dám chơi anh à, thằng này, láo lếu, ui có máu rồi. Hạnh phúc quá nhỉ anh em ơi, có máu rồi này. Tầm này là bơm phun máu luôn nha. Ok ok, ngon lành cành đào. Ê đừng, có người, có người. Đừng, có người, đừng. Làm sao đấy mày, làm sao đấy mày, lên bảng. Thanh niên. Tuổi gì. Ê ông vui phết anh em ơi, lại có người đến này. Mấy ông tập trung đá lai thôi à. Hình như, ui trận này gặp đá lai rồi anh em ơi. Đông vậy. Thật sự luôn. Đúng phết anh em ạ, không đùa được. Lại máu đã. Mình thấy máu cần thiết mà. Lên trên, lên trên. Chỗ nào vậy ta? Đồ bên này cũng có người đấy nhá. Chưa nhìn ra nó ở đâu anh em ạ. Đây này, bên này cũng có người này. Gắt, gắt, gắt ở nhà anh em ơi. Mình không có bóng keo nhỉ. Một quả bóng keo duy nhất. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Chạy này, lên bảng. Thanh niên đây à? Tưởng ở đâu cơ, tưởng ở đâu cơ, tưởng ở đâu cơ. Lên bảng này, 7 kill. Xuống dưới chuẩn bị lâm sát cho nó nào. Bọn rơm rơm này, tính tiền gì anh em. Ê, có gì đây, gấu già. Gát. Ngon lành chưa anh em ơi, thế này đủ ngon chưa. Từ từ, lượm thêm bông keo cái đó. Bông keo đang ít mà mọi người. Vứt cẩu lục này ra, ê, nòng 3, nòng 3. Đủ, phun đồ mất tiêu rồi, sửa giáp cái đã. Sửa giáp xong cái, ui. Vứt đạn xuống trường đi. Tôi sẽ lấy nó 3 anh em ạ. Đi. Đạn tiểu liên khá là khó kiếm mọi người nhỉ. 7 kill rồi, còn lại 18 phần nữa cơ. Đông vui quá ta. 33 này, gát ngon chưa anh em ơi. Ui.
Chuyện này cho nó nhiều giảm thanh nhở. Chạy đâu có thấy giảm thanh luôn. Ui. Gắt. Không hiểu sao chúng nó kiếm ở đâu ra mà nhiều giảm thanh vậy ta. Giáp 3 vẫn còn hơi nát nhá. Xíu kiếm cái giáp ngon hơn mà xài thôi anh em ạ. Giáp này coi như là vứt rồi. Lên nào. Tập này chúng ta lên cổng trời nha mọi người ơi. Người đâu cả rồi ta? Không thấy người anh em ạ. Mình đang hò lắm. Mỗi lần hò kiểu tranh thủ tắt mic thôi. Tắt mic cho anh em nghe đỡ ồn à. Ok ok, 16 thân nữa hả? Đi nào anh em. Đây. Cái này là bọn đầu tiên đang thu lại thôi. Mọi thứ đang rất là thoải mái luôn nha anh em. 16 thân nữa, từ từ. Cứ từ từ mà đi xem mạng anh em ạ. Không việc gì phải vội cả luôn. Chỗ này có gì đây? Ê, thừa một cái ống ngắm à đâu? Thừa một cái ống súng 3 này. Đây đâu ta? À đây, trên này có người. Nhà Doraemon các bạn ơi, có người. Bình tĩnh. Làm sao đấy, chỗ này à? Đứng lại em ơi. Solo không em ơi. Một quả liệu này. Solo không em. Nó gài mìn. Gài mìn đấy hả? Sợ quá nhở. Hay là gài mìn luôn cả. Sợ quá nhỉ, gài mìn luôn cả. Ghê à nha. Ghê à nha, gài mìn luôn cả. 8 kill, thanh niên. Số đen cho em ơi, số nhỏ chưa? Gầy mình xe anh hả? Đâu đơn giản thế được. Ok rồi nhá, chất lượng. Đi nào. Ê, tôi nghe tiếng chân. Không phải. Đi thôi anh em ơi, xuống khu dân cư nào. Đây rồi, có người này. Có người này. Ê, nó ở hơi xa xíu. Bên này cũng có người nha. Cái đậu xanh này. Làm sao đấy mày, mất dấu rồi. Ghê vậy lên bảng này. Ê bên dưới, nó thấy mình rồi. Gắt ở nhà, đừng. Gắt ở nhà, từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh bạn ơi. Muốn xanh mộ không? Cho nó lên bảng rồi bây giờ. Quần láo lếu. Đây hả? Muốn xanh mộ không em ơi? Muốn xanh mộ không? Chạy đi em. Không chạy à? Chạy đâu hả em ơi? Nó chưa chạy luôn anh em ạ. Bình tĩnh. Nó không chạy thì chắc là cũng kệ nó thôi. Làm sao đấy hả em ơi? Làm sao đấy? Cứ mãi được đấy hả? Chơi nhẹ với mình luôn cả. Ghê. Sợ quá nhỉ? Ok thôi. Đậu xanh bom rơi. Có xe. Có xe đang rất gần anh em ạ. À không phải, mình nghe nhầm tiếng thôi, không phải đâu. Nó không lên thì mình xuống vậy làm gì mà phải căng thẳng với nhau. Anh ở đây này em này. Qua đây mà bắn đi em ơi. Giúp mãi thế nhở. Đậu xanh. Giúp mãi thế nhỉ. Thế nào ở trên nữa vậy? Quay trường xanh mộ anh em nhá. Giúp mãi thế nhỉ em ơi. Đừng có giúp như thế em ạ. Muốn lên bảng không em ơi? Đừng có giúp như thế cho em ơi. Đậu xanh này, giúp gì vậy em ơi, vỡ đầu thanh niên. Anh nói rồi cơ mà không nghe cơ. Không nghe này, cái tội không nghe này. Còn máu đã. Thanh niên đáng ở trên em ơi. Không nghe anh này chơi game cái kiểu cắn trộm à. Cắn trộm thì xanh mộ nha em ơi. Ê, phía trước. Phía trước bắn nhau hơi căng anh em ạ, bình tĩnh. Gỗ da cơ, ghê. Có hẳn gỗ da thì kinh rồi, ống nhiệt này. Dẫn thêm từ máu đi, hợp lý.
Đi thôi anh em ơi. Qua xử cho nó nào. Không có bom keo nhưng vẫn máu chạy qua anh em ạ. Ngại gì. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai, hiểu không anh em. Vẫn đang rất là hổ báo nhá. Không bom keo luôn. Anh em phải tôi hổ báo chưa. Rồi thằng nào chạy được tụi em vậy. Ghê. Được rồi. Bom keo này, một quả duy nhất này. Đúng một quả bom keo duy nhất này, ông muốn nhiệt này. À đâu, ông muốn đích nha. Ngon, chỗ này có gì đây. Thằng bé đâu vậy. Đâu vậy em ơi. Đâu vậy em ơi. Đâu vậy em ơi, ui dồi ôi. Sơ anh à. Sơ anh đâu dễ nói cơ mà. Nhiều đứa vẫn muốn sơ tôi anh em ạ. Xanh mộ cả lũ bây giờ. Ra ngoài cái con nào. Mình có hai bông keo thôi. Khá là ít bông keo này. Bên này bên này. Bên này có người thằng nào gọi drone thính. Nó lượm rồi anh em ạ. Vứt liệu choán đi, liệu choán mình không xài nhé. Xíu lại chọn lộn thì hơi buồn. Đâu rồi nhỉ. Có đứa ở ngoài này cơ. Vừa thấy gọi drone thính các bạn chạy đâu rồi em ơi. Em ơi em ơi. Nó chạy rồi cả. Ồ. Bình tĩnh nào anh em. Lấy câu để qua. Để qua luôn chứ sao phải sợ bọn này. Thấy rồi. Thấy rồi nha em ơi, làm sao đấy em. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Cái đậu xanh này quay dựng bóng keo cả. Sợ vậy. Hay là dựng bóng keo cả. Sợ quá nhỉ. Sợ quá nhỉ này. Ăn hai quả lựu nha em ơi. Thôi thôi. Bùm. Ê cái đậu xanh. Sao vẫn sống nhở. Vẫn sống là như nào đây. Vẫn sống à. Là như nào đây. Lên mà thanh niên. Ui. Lag lag. Chỉ là lag thôi anh em ạ. Từ từ. Vào nhà tạm cái đã. À lên tròi đi. Lên tròi anh em sẽ có được một vị trí quan sát tốt hơn nhá. Ok ok. Đứng ở đây. Rồi 6 thằng nữa. Bình tĩnh nào anh em. Quần máu đã. Quần máu cho phu đã nhỉ. Ok ok ok. Bánh phô mai này. Là vật phẩm sự kiện nha. Sáu thằng nữa để tôi xem. Chúng đã đâu cả rồi anh em ạ. Ok mọi người. Như vậy là lúc này là trong trận đấu của chúng ta còn lại 6 người chơi nữa. Bo đã thua ở đây rất là ngon. Và mình sẽ ngồi ở đây. Cắm cọc ở đây luôn anh em ạ. Thế nào vậy? Đây hả? Có người đây. Có người này anh em này. À. Một đứa ngay đấy nha. Thế còn một đứa ở trên đâu? Ok ok, mình sẽ lưu ý nó anh em ạ. Một đứa ngay góc đấy. Chuẩn bị bo thu rồi em ơi. Vào đây em ơi. Bo thu nó cũng phải chạy thôi anh em ạ. Nó không thể nào mà không chạy được. Kìa. Nó đang chuẩn bị chạy các bạn ơi. Thôi xong, xanh mộ chắc rồi em ạ. Xanh mộ chắc rồi em ạ. À. Gì vậy? Chơi trò gì vậy? Uầy, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ạ, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Chạy này lên bảng. Ở trên có người nhá. Đông phết không đột được đâu. Tầm này còn tận 4 đứa nữa cơ anh em ơi, 4 đứa. Ngồi ở đây là an toàn nhất nhá. Vứt súng điện ra. Đang chơi solo mà đâu có cần dùng đến súng điện đâu. Ok ok. Bo chuẩn bị thu tại đây, anh em tha hồ mà xính người này. Công nhận là bo ngon vãi trưởng. Thế này bo ngon thế này không được top 1 hay phí nhá, 13 kill rồi. 4 mạng nữa thôi anh em ạ. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy xuống hải mày. Chạy xuống hải mày. Chạy xuống hải mày. Mình có liệu thằng này xanh mộ này. Xanh mộ đi mày. Trốn nổi không? Ok, chết vì liệu. Số nhỏ cho em mày. 3 mạng nữa. Ngồi canh cẩn thận ok nha. Đâu rồi mấy đứa ơi?
Chưa thấy người nữa anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ma thằng nữa cơ mà. Đông vậy nhỉ? À đây chỗ này hả? Thôi thôi. Bọn này không thèm chấp đâu anh em ạ. Bọn này không thèm chấp đâu này. Không thèm chấp đâu này. Xong. Qua đây. Còn một đứa ở dưới nữa. Thế là khả năng cao còn một đứa ở dưới này, một đứa ở trên anh em ạ. Ui bò quá ngon luôn, thật sự luôn. Thật sự nói với anh em lúc này bò cực ngon luôn. Rất là có lợi thế cho mình luôn anh em ạ. Mình chạy một xíu là đã vào bò ok rồi. Hai thằng nữa. Căng thẳng quá nhỉ mọi người nhỉ. Ok ok, vẫn đang ngồi thủ trò thôi anh em ơi. Mình biết là còn một đứa ở ngay phía 75 độ, nhưng mình chưa qua. Đơn giản là thằng còn lại thì chưa xác định được vị trí của nó cơ. Đấy mới là dấu chấm hỏi lớn anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ xem thằng nào nhây. Thằng nào nhây là thằng đấy sẽ thắng anh em ạ. Nào để con nào. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Tưởng gì cơ em ơi. Tưởng gì cơ em ơi. Tưởng gì cơ em ơi. Dựng bông keo cả. Cho dựng luôn nhá. Ui dựng hai bông keo luôn cả. Ok luôn này. Cho dựng bông keo luôn nha em ơi. Liệu qua này. Chạy đâu em. Chết liệu nha. Thằng cuối đâu? Một thằng cuối nữa anh em ạ. Thằng cuối đâu rồi nhỉ? Oh my god. Căng thẳng quá mọi người ạ. Thằng này không biết là có bông keo hay không. Đây rồi. Một quả bông keo thôi anh em ơi. Có sửa giáp này, sửa giáp đã. Ơ nó chỗ nào vậy rồi anh em ơi. Tảng đá phía trước à. Một quả bông keo duy nhất. À thế rồi, gốc cây. Gốc cây hướng với kem nha. Tưởng gì. Xuống đây em ơi. Xuống đây em ơi. Không xuống à. Không xuống à. À làm sao đấy. Không xuống cả. Xuống đây. Xuống đây mày. Ui dựng nhầm một keo thế nhở. Xuống đây. Qua đây mày. Lên bảng 17 kill top 1. God. Yes. Quẩy thôi. Một cỏ băng keo này. Xả hà này. Ngon lành. Good game rồi anh em ạ. 17 kill top 1 này. Đủ gắt cho mọi người ơi. Ok, lên kim cơ 1. Có luôn 17 kill nha anh em nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.